nồi đồng và nó có được nước. Xin quý vị yên tâm là nước này nó được lấy từ các cái bình nước lọc, không phải là lấy ở dưới suối hay là ở cái vị trí không thích hợp. Cho nên là nếu quý vị có thể, xin mời cứ uống rượu một cách thoải mái và không sợ đau bụng vào sáng mai. Tức là có thể nó đau sớm hơn hoặc trễ hơn. Tin rất là quan trọng là những người Bana ở đây chơi gang có mang lên 2 ghè rượu rất là ngon, và bà con muốn được mời tất cả quý vị có thể tham gia về uống rượu. Các ghè rượu đang đặt dưới chân cây đều ạ, quý vị có thể lên để uống rượu. Các thiếu nữ Bana của chúng ta đâu rồi? Các bạn có thể đi mời tất cả mọi người có thể. Xin mời cứ uống rượu một cách thoải mái và không sợ đau bụng vào sáng mai. Tức là có thể nó đau sớm hơn hoặc trễ hơn. Và những lời nói đùa vui này. Người Bana thì có khả năng chế tạo và uống rượu cần rất là chậm nghệ. Xin quý vị cứ yên tâm. Các phụ nữ Bana có thể mời thêm khán giả đến uống rượu với làng cho vui. Thank you.
hòa tấu giữa cồng chiêng và đàn trưng được các nghệ nhân Bana để chơi gàng thực hiện. Người Bana rất thích trong cái việc là thể hiện bản thân mình thông qua các nhạc cụ truyền thống. Vâng, chúng ta cứ chơi bình thường, tức là điệu tục chẳng một chút để có lại thôi, vấn đề gì. Quý vị đang trong chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.